Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Sơn vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22, khóa 4, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội huyện Tân Sơn đạt 984 tỷ đồng, đạt 69,7% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 66 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền về việc thành lập thị trấn Tân Phú trong năm 2024. Công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với mưa bão được triển khai kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo toàn diện. 3 tháng cuối năm, huyện Tân Sơn tích cực chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất nông lâm nghiệp, chủ động ứng phó thiên tai, triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, hoàn thành xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới tại các xã Văn Luông, Long Cốc. Tập trung chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Để nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, tiếp tục phối hợp thực hiện quy trình thủ tục chuyển đổi mô hình cụm công nghiệp Tân Phú gắn với việc thu hút vốn đầu tư. Huyện Thanh Thủy vừa tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Trên địa bàn huyện Thanh Thủy hiện có trên 200 doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và đang hoạt động. Tổng vốn bố trí cho các dự án trên địa bàn là trên 288 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 177 tỷ đồng, đạt 94% dự toán tỉnh giao. Toàn huyện có trên 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng số trên 9.500 lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Thanh Thủy mong muốn các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, khẳng định là trung tâm, chủ thể, động lực phát triển kinh tế xã hội, tăng cường các hoạt động hợp tác, kết nối, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Các phòng ban chuyên môn của huyện, ủy ban nhân dân, các xã thị trấn nâng cao vai trò và hiệu lực công tác quản lý nhà nước bằng việc định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần xây dựng huyện Thanh Thủy ngày càng phát triển vững mạnh. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lâm Thao vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2025. Theo kế hoạch năm 2025, huyện Lâm Thao được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 280 công dân. Trong đó, có 230 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 50 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Thời gian tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ tháng 7 năm 2024. Thời gian khám sơ tuyển tại cơ sở từ ngày 13 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. Thời gian khám vòng huyện từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024. Dự kiến từ ngày 12 đến 16 tháng 2 năm 2025, tổ chức lễ giao nhận quân tại sân vận động huyện. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tuyển quân năm 2025, lãnh đạo huyện Lâm Thao yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện tốt các khâu các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo nhanh gọn với chất lượng cao nhất. Sáng nay, Hội Nông dân huyện Yên Lập đã tổ chức hội nghị kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện, khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe nội dung thông báo nghị quyết của Ban thường vụ huyện ủy Yên Lập về việc giới thiệu ứng cử để bầu vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Hoàng Thế Cường, chức vụ công tác hiện nay, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy.
Với tinh thần tập trung dân chủ, khách quan, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu bổ sung đồng chí Hoàng Thế Cường vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Lập khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028, hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Ban chấp hành Hội Nông dân phát huy dân chủ, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Huyện ủy Thanh Sơn vừa tổ chức khởi công xây dựng căn nhà cấp ủy năm 2024 cho gia đình đảng viên Trần Long Đạo, sinh năm 1981, sinh hoạt tại chi bộ Vườn Muỗng, đảng bộ xã Đông Cửu. Gia đình đảng viên Trần Long Đạo thuộc đối tượng hộ nghèo. Gia đình có 4 khẩu, con trai bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Gia đình hiện đang sinh sống trong nhà gỗ ba gian, được xây dựng từ năm 2002, đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Hội cựu chiến binh huyện thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà cấp ủy cho gia đình đồng chí Trần Long Đạo với số tiền 100 triệu đồng. Đảng ủy, chính quyền địa phương, khu dân cư hỗ trợ 15 triệu đồng và ngày công lao động để giúp đỡ gia đình xây dựng nhà ở. Ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích 60m², tổng kinh phí 150 triệu đồng và sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Việc triển khai xây dựng căn nhà cấp ủy là việc làm thiết thực ý nghĩa, thể hiện tình đồng chí, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân, tương ái. Ban dân vận huyện ủy Đoan Hùng vừa tổ chức lễ khởi công ngôi nhà dân vận cho gia đình anh Đào Văn Sơn tại khu Nghinh Lạp, xã Hùng Xuyên. Gia đình anh Đào Văn Sơn thuộc diện hộ nghèo. Bản thân anh Sơn bị bệnh hiểm nghèo, mất sớm, để lại 3 con nhỏ đều chưa đến tuổi trưởng thành. Các cháu hiện đang sống trong ngôi nhà cũ đã rột nát, không đảm bảo an toàn và phải dựa vào sự giúp đỡ của anh em trong dòng họ, hàng xóm láng giềng. Trước hoàn cảnh đó, Ban dân vận huyện ủy Đoan Hùng phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm tổ chức khởi công xây dựng cho các cháu một ngôi nhà mới. Số kinh phí vận động tài trợ được trên 215 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng gửi tiết kiệm, số còn lại được chi phí để xây dựng nhà. Ngôi nhà có diện tích 80m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng. Dự kiến ngôi nhà hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 12 tới. Việc tổ chức khởi công xây dựng ngôi nhà dân vận nhằm giúp cho các con của anh Đào Văn Sơn có ngôi nhà mới, kiên cố để ở, từ đó ổn định cuộc sống, yên tâm học tập. Chi đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba vừa tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027. Đây là chi đoàn được huyện đoàn Thanh Ba chọn tổ chức điểm trong khối hành chính sự nghiệp. Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba đã hoàn thành tốt các mặt công tác, thực hiện đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2024 đề ra. Ban chấp hành chi đoàn đẩy mạnh thực hiện các phong trào tình nguyện xung kích vì cộng đồng, an sinh xã hội, tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa trong phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tình nguyện tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiệm kỳ mới 2024-2027, chi đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản như 100% đoàn viên thanh niên tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các phong trào tình nguyện. Phấn đấu giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí. Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông phối hợp với Sở Y tế Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền một số quy định về hành nghề y dược và hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử theo quy định của Bộ Y tế. Tại hội nghị tập huấn, 140 đại biểu là chủ các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ spa trên địa bàn đã được truyền đạt một số quy định về cấp chứng chỉ hành nghề, điều kiện cấp giấy phép hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở dịch vụ y tế, hướng dẫn đăng ký hành nghề, hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các cơ sở hành nghề y dược vi phạm quy định. Đồng thời, các học viên được hướng dẫn hệ thống gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử, giới thiệu web kê đơn thuốc trực tuyến, hướng dẫn quy trình bán thuốc theo đơn, sử dụng phần mềm quản trị nhà thuốc, đáp ứng tiêu chuẩn liên thông.
Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị bồi dưỡng kiến thức cho các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện, từ đó nâng cao sự hiểu biết và chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong lĩnh vực y tế. Công an huyện Phú Ninh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đối với các chủ xe, lái xe chuyên chở học sinh trên địa bàn huyện. Tại buổi tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Phú Ninh đã thông tin đến các chủ phương tiện, lái xe nội dung các chỉ thị của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của huyện về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về tình hình tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả, tác hại do hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trách nhiệm của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển hành khách là học sinh, sinh viên. Đồng thời cho chủ phương tiện ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc quản lý đối với đội ngũ lái xe, góp phần chung tay cùng xã hội phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Bản tin thời sự 18:30 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.